Vừa qua, trong khuôn khổ triển lãm Food Expo 2019, một sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia có quy mô lớn nhất, nổi bật nhất trong năm của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, với sự chỉ đạo của Vụ Thị trường châu Âu, châu Mỹ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Central Retail Việt Nam phối hợp cùng 15 thương hiệu sản phẩm cà phê, chuỗi quán cà phê uy tín của Việt Nam, lần đầu tiên tổ chức cuộc thi Việt Bretzel 2019. Đây là một trong những hoạt động nhằm góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu cà phê Việt, hướng tới xuất khẩu sản phẩm cà phê giá trị cao hơn trong thời gian tới, thay vì nguyên liệu thô như truyền thống. Tham gia cuộc thi Việt Bretzel 2019, 15 thương hiệu cà phê như Trung Nguyên, Dark Mark, Legend Revive, Hello Five, Trường Sơn Coffee đã sử dụng nguyên liệu là cà phê hoàn toàn từ Việt Nam để pha chế ra những ly cà phê espresso theo công thức riêng của thương hiệu mình. Từ đó tìm ra ly cà phê thơm ngon nhất để quảng bá ra thế giới. Nhưng trước tiên là quảng bá thông qua các đơn vị đã tham gia Food Expo 2019, gồm 450 doanh nghiệp đến từ 29 tỉnh thành trên cả nước và 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hàng ngàn khách tham quan sự kiện. Giải vàng đã thuộc về Rubin Coffee, Trung Nguyên Legend giải bạc và Lamant Coffee giải đồng.